Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Alimechina. Trong đó là đại lục hồn sư khi đạt 70 cấp trở lên, thì hồn sư đó được tăng vọt về sức tấn công, sức phòng thủ một cách đáng nể. Nó được biểu hiện qua vũ hồn chân thân. Còn hồn sư khi đạt trình độ 90 cấp, thì nó ở đẳng cấp cày thuê, đánh thuê là một điều khá bình thường luôn. Vậy ở giữa cấp 70 và 90 hẳn là 80 cấp. Ở giai đoạn 80 cấp là một giai đoạn khá ung thư. Những người anh em hồn sư gác cổng leo lên rank cao thủ phong hào đô la bị tắc, và những người này được mệnh danh là người chơi hệ kỳ cựu hồn đấu la. Tất nhiên là vẫn còn tốt hơn khi người chơi ở cấp 70, và số lượng hồn đấu la đếm hết ngón tay ngón chân vẫn không hề ít. Tính từ tập 1 đến tập hiện tại thì mình sẽ bình luận một số hồn đấu la từng xuất hiện và một số hồn sư tự tăng lên cấp 80. Ban đầu, Phan Đức và Triệu Vô Cực chỉ là hồn thánh trên 70 cấp. Tuy nhiên trải qua cuộc thi đấu tinh anh và sau 5 năm, hai người này đã đột phá lên cấp bậc hồn đấu la. Phan Đức với vũ hồn là con cú miêu ưng cấp 83, hệ mẫn công. Triệu Vô Cực vũ hồn là con gấu đại lực kim cương hùng cấp 81, hệ cường công. Ngoài ra thì Liễu Nhị Long hiện tại đã 79 cấp. Trong khoảng thời gian tương lai gần, chắc chắn cô ấy sẽ đạt cấp 80 mà thôi. Còn về hồn đấu la xuất hiện sớm nhất là ba ông giáo viên của Thiên Đấu Hoàng Gia. Người thứ nhất là Mộng Thuần Kỳ 86 cấp, vũ hồn là Hắc Yêu hệ không chế. Người thứ hai là Bạch Bảo Sơn 85 cấp, vũ hồn Quả Bầu Thiên Tinh Lô hệ phòng ngự. Và người thứ ba là Chí Lâm 83 cấp, vũ hồn là Thiên Thanh Đẳng hệ không chế. Tuy nhiên ba người này về sau chơi bài lặn mất hút nên không thấy xuất hiện nữa. Và trong tập 142 vừa phát hành thì ba hồn đấu la vừa xuất hiện tại Ngự Chi Nhất Tộc khi cuộc họp của bốn tộc lực ngự mãn phá sắp bắt đầu. Lúc này Thái Thản đồng thời cũng đưa Đường Tam đến gặp Nghiêu Cao 84 cấp. Sau khi cuộc solo giữa Đường Tam và Nghiêu Cao kết thúc thì một khách mời không mời mà đến chương trình xuất hiện là một hồn đấu la 89 cấp, Hồ Diên Chấn. Hồ Diên Chấn là tông chủ của Tượng Gia Tông, người được đại lục gọi là tanker chịu ăn đấm khỏe nhất đại lục. Dĩ nhiên là Nghiêu Cao cũng là một tanker khỏe nhất đại lục. Nếu so sánh về vũ hồn voi toàn thạch tượng mã của Tượng Giáp Tông với vũ hồn tê giác của Ngự Chi Nhất Tộc thì đặt lên bàn cân thì sập luôn cân, nên hai vũ hồn này tương đương nhau về chỉ số phòng ngự. Lúc đầu Hồ Diên Chấn là người rất lịch sự như AD kênh Alimechina, nói chuyện với Nghiêu Cao có chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng và thường xuyên rep bình luận tin nhắn có tâm. Nhưng khi Nghiêu Cao từ chối gia nhập Tượng Giáp Tông hay là dislike Hồ Diên Chấn thì Hồ Diên Chấn lật mặt khá nhanh như người yêu cũ, nên hai bên đã bật vũ hồn chân thân solo. Tình hình lúc này hai bên rất căng thẳng. Cân kèo giữa Hồ Diên Chấn voi mà một đối chọi X2 Nghiêu Cao tê giác và Thái Thản khí đột. Thế nhưng hai bên đã có sự viện trợ. Bên Hồ Diên Chấn có thêm 4 hồn sư cấp 70 trợ giúp. Còn bên chiến tuyến Nghiêu Cao và Thái Thản thì có sự trợ giúp của thằng Đường Tam, Mã Ông Tuấn và Thái Long. Kết quả thì Hồ Diên Chấn phải lặng lẽ quay xe đi về. Nếu nói cấp độ hiện tại của Nghiêu Cao là 84 cấp, thì ông già mọc sừng Nghiêu Cao không thể so sánh về khả năng phòng thủ với Hồ Diên Chấn 89 cấp. Nhưng có sự giúp đỡ của Thái Thản 86 cấp thì lại khác. Ở trong những tập tiếp theo, thì bốn tộc lực ngự mẫn phá sẽ hội tụ đầy đủ. Lúc này sẽ có thêm sự xuất hiện Mẫn Chi Nhất Tộc Bạch Hạc Hồn Đấu La và phá nhà Mẫn Tộc Dương Vô Địch Hồn Đấu La. Quay trở lại với Hồ Diên Chấn một chút. Về sau hắn bị Đường Tam vác cây đinh ba hải thần tan xoa kích lên đồ bỏ qua chỉ số chuyên gia 99%, nên Đường Tam một sọc khiến Hồ Diên Chấn nằm lỗ luôn. Cảm ơn anh em đã xem hết video.